Hello mọi người. Xin chào mọi người nhé. Hùng Di là xin chia sẻ tâm sự với mọi người một chút. Và đôi la trong video clip lần trước em đã giới thiệu mọi người đấy, về cái chất âm của nó. Bây giờ em cho nó thể hiện một chút, một đoạn nhạc không lời đấy, để cho mọi người được thưởng thức một chút xem mà cái chất âm của nó có hay không. Với những đôi loa này thì nó rất là giá trị để chúng ta chơi cũng như là trưng bày và thưởng thức âm nhạc, âm thanh để giải trí. Thì đối với những bác mà kinh tế khá giả một chút thì dòng loa JBL này nó thực sự là một thương hiệu đáng để cho các bác sưu tầm. Đặc biệt hơn nữa là nếu như những đôi loa còn đẹp như thế này thì các bác rất là khó tìm, và cũng như là nó rất hiếm trên thị trường các bác nhé. Đấy, riêng về cái dòng 822 này nó cũng rất là hiếm rồi các bác nhé. Thì các bác nghe, các bác thưởng thức một chút, em chia sẻ chút chất âm của nó để cho các bác được nghe. Thì em đang được sở hữu một đôi này. Thực ra là em nghe đôi này thì em cảm thấy khi mà mình cảm thấy mệt mỏi một chút thì thực sự với các bác là chất âm của đôi loa này với những bản nhạc nhẹ nhàng du dưa thì nó giải tỏa cho chúng ta một cái tâm lý đấy, và cũng như là xua đi những cái nút nhạc trong cuộc sống của chúng ta mà đang bị bấp, hoặc là chúng ta đang u sầu về một vấn đề gì đó, hoặc là đang căng thẳng trong cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta căng thẳng về đầu óc và tâm trạng, thì một phương án để cho các bác xua đi là tốt nhất các bác sắm một đôi loa như thế này, và các bác gối đầu lên một con gấu bông và các bác ngủ một giấc thật êm, sau đó là các bác thức dậy, các bác mở một bản nhạc tí tách nhẹ nhàng và các bác giống như chúng ta đang ngồi thiền ấy, chúng ta cảm nhận được từng nốt nhạc đấy, của đôi loa nó thể hiện, và cũng từng nốt nhạc của bản nhạc đấy, nó sẽ đi sâu vào trong tâm trí, tâm trạng của chúng ta, và nó làm cho chúng ta nguôi đi tất cả những cái gì mà chúng ta đang muộn phiền, đang buồn phiền mà không biết nói cùng ai và chia sẻ cùng ai. Thì với niềm đam mê audio thì các bác em nói cũng khôi hài một tí, nhưng mà thực sự với các bác là những lúc mà cô đơn một mình thì chỉ cần có một đôi loa này ở bên cạnh để chia sẻ thì các bác sẽ cảm thấy những cái giây phút mà cuộc sống của mình nó quý như thế nào. Thực ra là em cũng không muốn làm nhiều video, vì là khi mà mở một cái bản nhạc lên mà để nghe đứng bên cạnh một đôi loa này thì giống như là mình đang có một người mình muốn chia sẻ tâm sự, mà mình đang được vỗ về một cách rất là êm ái đấy, mà rất là dễ chịu. Cho nên là bác nào mà có nhu cầu mua, hoặc là các bác nào mà đang có ý định sưu tầm loa JBL thì hôm nay đây em mang lại cho bác một đôi tương đối đẹp và rất là chất. Các bác nào mà có phòng nhỏ đấy, vừa vừa thôi, các bác có thể đánh thêm một quả thúp nữa để cho chúng ta sẽ ghép được một bộ dàn như ý, rất là hay các bác nhé. Mà đôi này thì xin được chia sẻ với các bác là nếu như chúng ta dùng đôi này, chúng ta nghe nhạc và chúng ta giữ gìn thì tuổi thọ của nó không dưới 15 năm nữa các bác nhé. Rất là đẹp. Vâng. Thì để tạo niềm tin cũng như là sự tin tưởng của các bác là một vinh dự cho chúng em, cho bản thân riêng em và cũng như là anh em làm audio. Đấy. Thì được các bác ủng hộ trên mọi miền tổ quốc, và các bác đam mê audio, các bác đã đến với em và đã sở hữu những sản phẩm của em, thì em rất là chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều. Không biết nói gì hơn, cảm ơn các bác rất là nhiều. Và em luôn tục mà cập nhật những sản phẩm rất là chất lượng và uy tín, và chế độ bảo hành cũng như là chế độ chăm sóc khách hàng, phục vụ các bác, tâm sự chia sẻ cùng các bác, hoặc là chia sẻ các bác những cái kinh nghiệm để các bác ghép âm thanh, cũng như là bộ nào hợp với phòng nào, hoặc là thiết bị gì ghép với loa gì, đẩy gì, công suất gì, ghép với cái gì,
để cho nó hợp. Và với những mức chi phí vừa phải nhất, các bác vui lòng liên hệ với em để em được em tư vấn, cũng như là rất là vui lòng để được tâm sự chia sẻ cùng các bác đấy, với những cái sản phẩm như thế này. Và phục vụ các bác chu đáo là một niềm vinh hạnh đối với kênh Hùng JBL Chí Linh Hải Dương đấy, một kênh chuyên cung cấp ra thị trường những thiết bị âm thanh cao cấp cũng như bình dân, và cũng rẻ cũng có, đắt cũng có, phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người đấy, và nhu cầu sử dụng của mỗi người em đều đáp ứng được đó. Thì các bác vui lòng bấm vào đăng ký kênh và chia sẻ kênh, ủng hộ cho em. Em có nhã hứng để làm video chia sẻ cùng mọi người, dù là không phải là nói về chi tiết một sản phẩm nào cả, cũng không phải là mang tính chất quảng cáo quá nhiều, quảng bá sản phẩm quá nhiều, mà đây là những kinh nghiệm và cũng như là những cái cách thưởng thức mà em chia sẻ cùng mọi người và để tâm sự cùng mọi người trong những lúc mà rảnh rỗi. Thực ra thì ngoài những cái công việc bận rộn ra mà làm hàng ngày ra, mà rất là nhiều việc, mà các bác cũng vậy, rất ít có thời gian để mà tâm sự cùng nhau. Thì qua kênh YouTube, qua mạng, em sẽ làm video và để chia sẻ cùng mọi người từ những nốt nhạc cho tới những cái sản phẩm âm thanh mà em đã có, để cho mọi người, giúp cho mọi người tìm được những bộ dàn cũng như là những cái phương tiện để giải trí trong gia đình, cũng như là mua tặng sản phẩm này cho bạn bè anh em xa gần đấy, qua kênh của em. Và em chia sẻ một đoạn video ngắn tâm sự cùng mọi người vậy, để xin buổi tối em xin chúc mọi người ngủ ngon, và ngày mai thức dậy các bác sẽ lại thấy Hùng JBL hiện trên màn hình nhỏ của các bác với những sản phẩm mà rất là chất lượng và hay, cũng như là những cách phục vụ mà nhiệt tình chu đáo. Và em xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của em ạ. Vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn các bác, và bác nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh và theo dõi kênh để các bác được luôn được vui và được tâm sự cùng em, cũng như là em được tâm sự cùng các bác. Em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều nhé. Số điện thoại của em là 0936019001, địa chỉ cửa hàng là khu dân cư Làng Đại, An Lạc, thị xã Chí Linh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Số điện thoại 0936019001. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều.